Ok, thùng cửa hàng Việt Nam các bạn ơi. Mới mua thùng về để chuẩn bị ăn Tết đây. Đây là có bịch ngò này. Bịch ngò các bạn. Bịch này 500 yên. 500 yên là 100 ngàn Việt Nam mình đây. Giờ có 4 nữa. Mua được 4 bịch uống các bạn. 1 bịch bún tươi như vậy nè. Là 200 yên là 40 ngàn Việt Nam mình. Một gói như vậy là bao nhiêu gram đây? Một gói vậy 300 gram các bạn. 300 gram. Mình mua 4 gói. 1 gói, 2 gói. 3 gói các bạn. 4 gói. 4 gói là gì đây? Đây xả các bạn. Xả. Một gói như vậy là 450 yên. 450 yên là khoảng 90 ngàn Việt Nam mình. Mình như gram đây. Xả không để các bạn ơi, không để số lượng gram. Thấy các bạn. 500 gram nửa ký. Và mì cung đình. À mì cung đình chắc mình mua chị ấy cho quá. Cho chị ấy cho rồi. 2 4 5 5 gói các bạn, chị ấy cho 5 gói này. Giờ mình mua thêm bịch bịch đậu, đậu này đậu xanh không vỏ. 300 yên. 300 yên bịch này là 400 gram. Bịch này 60 ngàn một bịch. Để mai nấu xôi. Giờ mình mua thêm một chai nước tương. Nước tương này là 700 yên. 700 yên đây. 700 yên là 140 ngàn Việt Nam mình. Giờ đây. Mua thêm hai con gà. Hai con gà ủ muối. Hai con gà ủ muối nữa các bạn. Hai con gà ủ muối đây. Một con như vậy là con như là 650 yên, 130 ngàn, 130 một con. Không biết ngon hay dở đây, mày ăn mới biết được. Còn hai con các bạn, con này bị hỏng sinh cơ rồi, sinh cơ bị hút chân không các bạn. Con nào bị hút chân không mà hỏng thế này nè, nằm bị để lâu á, để lâu sẽ bị hư. Còn không sao, mai mình ăn liền chứ không sao đâu. Còn đây là hũ mắm tôm, mắm tôm. Một hộp một chai mắm tôm như là 90 ngàn các bạn, hai chai. Hai chai là 180 ngàn. Hai chai là 180 ngàn. Nè gì đây? Chai tương ớt hả? Chai tương ớt. Chai tương ớt này không biết cái trái chỉ cho hay sao á. Mình cũng không có mua trái chỉ cho hay sao, phía ngoài hay sao á. Chai này nước cốt dừa các bạn, cốt dừa của Thái, nước cốt dừa của Thái là 250 yên. Là 50 ngàn một hộp như thế này, 50 ngàn một hộp. Còn đây gì đây? Tết, Tết thì quan trọng là phải có bánh tét các bạn. Bánh tét, một đòn như vậy là 1 ký. Một đòn là 1 ký các bạn, 1 ký là khoảng 1 sen 2. 1 sen 2 là 240 ngàn. 240 ngàn một đòn các bạn. Một đòn 200 ngàn, 240 ngàn đây. Đó, mình mua 2 đòn. Mua 2 đòn các bạn. 2 đòn 2 sen 4. Bánh tét đúng không bạn? Cái này cũng 1 sen mấy luôn, 1 sen 2 luôn các bạn. Sen 2 luôn. Dạ thêm một cái quan trọng đó là mình mua con vịt. Mình có mua một con vịt các bạn nha. Đó thấy không? Một con vịt như vậy cũng 1 sen 2 luôn. Đây. Một vịt. Đó. Còn cái này gì đây? Không biết cái này là gì à? À để cho củ ghiền quá. Đúng rồi, củ ghiền các bạn. Đây là ghiền. Củ ghiền này 180 yên. 180 yên là 36 ngàn, 36 ngàn các bạn. Đó. Ở đây. Thì mình để ra cho các bạn xem. Đây. Trước mắt là đồ ăn Tết của mình như đây các bạn. Thấy không? Không biết mai nấu món gì đây. Để mai có đầu bếp đến, đầu bếp nấu cho anh các bạn ơi. Hello, xin chào tất cả anh chị em các bạn nha. Chúc tất cả anh chị em các bạn có những giây phút xem video thật là vui vẻ. À mà quên nữa, hôm nay cũng 31 Tết rồi, cũng chuẩn bị sang năm mới rồi. Mình chúc cho tất cả anh chị em và các bạn là năm mới vui vẻ, làm ăn phát đạt, tiền tài vô như nước luôn các bạn ơi.
công việc thuận lợi, luôn thành công trong việc cuộc sống nha. Thì các bạn đã chuẩn bị ăn Tết tới đâu rồi? À, còn bản thân mình á, thì mình cũng mới mua hàng Việt Nam về hôm qua. Thì hôm nay mình có mua được ít đồ các bạn. Mình đàn ông con trai mà, chỉ biết ăn uống nấu những cái món nhẹ nhẹ thôi. Còn những mà món hoành tráng như là ăn Tết các kiểu á, thì mình đâu biết nấu đâu. Ở nhà mình có mấy bạn nam thì chủ yếu là nấu mấy món nhậu đó, mấy món nhậu thôi. Còn mình, bản thân mình chỉ biết ăn thôi các bạn. Đó, vì vậy mình phải đi mời mấy bạn nữ. Mấy bạn nữ về nấu các bạn. Phải nhờ giả thôi. Thì các bạn nữ này á, các bạn nữ này là có mấy lần cũng đã đến nhà mình trong video rồi, chắc các bạn cũng biết rồi đó. Thì bạn nào mà chưa biết thì xem video là sẽ biết. Thì bây giờ hiện tại mình đang đi ra ga đón bạn ấy các bạn. Bạn ấy cũng từ trên một bạn ở trên tỉnh số 3 là ở đâu ta, Iwate hả, tỉnh Iwate các bạn. Và một bạn ở trên Nishisano đến đây đó, đến nhà mình chơi rồi sẵn mấy anh em mình tập hợp lại ăn uống ăn Tết chung cho vui, chứ đi làm xa quê đó các bạn, xa quê gặp người Việt Nam với nhau cũng mừng lắm các bạn. Bởi vậy ăn uống chung cho vui các bạn. Giờ mình các bạn theo chân mình đi đón bạn ấy nha. Lấy tay tao là không này đâu. Cho anh Quang chả món gà gẫu muối đi. Thư đàng hoàng. Mấy con anh Quang? Một con hai con vậy? Hai con mấy hả? Một con thôi. Đây là thợ đầu bếp bước từ Mi qua. Một con là đủ rồi. Đó, bếp từ Mi qua đây. Đủ đúng không? Nhưng mà mùa hai anh có nhà không? Tại vì em cho một cái doan với cả Nga lên đây. Cô gái đủ chuyện đi không nhau. Ôi nó nóng. Đây là bếp nữ. Đầu bếp nữ ở Nishisano. Nishinomiya. Anh em cho nó đi sắm nữa chứ, cho hâm. Chứ hâm có ngày hâm. Cái này có phải bố. Con đủ chưa? Anh Hà này, ừ, Shin Nagata nó có đổi tàu lên Akashi không? Có chứ, Shin Nagata có. Lên phát đỉnh ga Akashi không? Đúng rồi. Mày hỏi để kìa. Lên Shin Nagata đứng đó, về tới Akashi luôn. Nhưng mà cái đường đi lên Osaka à? Không, đi ngồi về hướng kia. Đúng chưa? Mày hỏi để lên Akashi chưa? Nishi mô đê sao? Đó là chuyến Nishi Akashi đúng không? Có cần đưa lại chuyến Nishi Akashi không? Có cần không? Có luôn. Anh ơi, cho một cái đĩa. Đừng luôn. Đừng có mặt kìa. Nè, ăn gì có bánh tét bánh chưng. Bánh bông chút cơ. Đâu phết. Thì bây giờ anh em mình chuẩn bị xong hết các bạn ơi. Nào là có bánh tét nè, bánh chưng, xôi, gà, vịt, các kiểu. Thì hôm nay trong quá trình mà nấu các bạn, mình cũng có đi đón mấy bạn kia đến. Nên có những cái đoạn video nào mình quay được, những đoạn video mình không quay được á, có gì các bạn thông cảm nha. Thì bây giờ chuẩn bị xong hết rồi, anh em mình bắt đầu nhập tiệc đó các bạn. Ít tông ra cây đây luôn nè. Các kem để sao đi nhà, các kem để sao đi. Dạ. Hồng đẹp trai, hôm nay đẹp trai nha. Hôm nay đẹp trai nha. Đúng rồi, phải đẹp trai. Rồi tính sao, em Mỹ này ở Iwate xuống đang độc thân, rồi tính sao? Tự nhiên hỏi câu thế. Gọi đây Nga cũng ế nè, chùm Sano. Nga ế chùm Sano. Em bảo là em hai đôi ở đây. Đó. Còn bạn cái này đấu kiếm không? Bún vô nhà bún đâu? Đây, nhưng mà ai ăn gì đấy thôi. Em mới kéo cạnh chưa? Chưa. Chết rồi, cho Nga đứng gần bếp chết luôn rồi. Khách đứng ở đầu bếp. Cho khách đứng ở đầu bếp. Mẹ mày quay khách đâu? Thế em chuyển hộ khẩu vào nhà này đâu? Đúng rồi, vào đây luôn đi. Còn phòng trống kìa. Thôi em lo anh ơi. Công này không đủ nhiệt. Được chưa? Thì hôm nay là ngày mấy ta? 31. Ngày 31.
Năm 31 cuối năm thì có làm cái tiệc tất niên đến mời anh em khắp nơi trên đất nước Nhật, cũng như là người Việt Nam tại Nhật Bản đó. Đêm nay hôm nay anh em mình ăn uống chung vui rồi, mời anh em nha. Chúc mình chấm đường mà. Việt Nam như tàu Nhật Bản gì cũng có hàng Nhật Bản trong nhóm. Đúng rồi, đúng rồi. Và có anh người Nhật nữa các bạn. Anh người Nhật đây. Đó, anh người Nhật Nishimori đây. Khuôn mặt khá thân quen. Chào. Chú em mình chấm đường. À, đúng. Chú em đang sức khỏe nha. Chúc mọi người sức khỏe. Chúc tất cả mọi người sức khỏe. Chúc mọi người sức khỏe. Cuối năm nha. 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 Bây giờ không có sao, tối mới có sao. Không tối đưa bánh, không tối đưa bánh qua. Đúng rồi, bây giờ đâu có sao. Sao mà sao đến trời đấy. Nhưng mà anh không lo. Không được, đâu có biết uống đâu. Hình như gà thiếu đúng không nhỉ? Gà phải chia ba dĩa mới được. Chấm ra sinh cục quay quán. Chấm cho sinh cục gà đi. Đây là đũa mới hay em. Không sao hết. Không có chết đâu. Chấm miếng muối kìa. Lâu lắm rồi chưa ăn. Ok. Hôm qua bảo mua. Arigato. Mời các bạn nha. Anh rồi là cùng công ty cũ trường hay là cùng quê anh? Đây, cùng quê anh. Mình quê yên kiệt, cùng không có gì với. Có nghĩa gì nè? An là bạn của trường. Anh Quang là bạn của An. À, Nga là bạn của cả nhà, nhưng mà bạn Mỹ là bạn của bạn Nga. À, rồi, rồi, rồi. Vậy vậy. Ủa, như là mình Nga chứ không phải Su. Bạn của bạn là cũng là bạn tên mình Su chứ. Nga Su. Su Su. Của em là Su Su. Được rồi. Mời các bạn gọi đúng không? Không em. Thôi anh đến chợ em ăn đi. Không có hỏi Su Su ai vậy? Bánh tét ngon không? Ngon không? Ngon. Ngon. Ăn thịt vịt nè. Cá mô như cá mô. Tại bởi tên mì tê. Để chết. Để cho nó kìa. Ăn thịt. À nhưng mà ăn thịt đẹp chưa nào? Xem thử. Tại bởi tên con đó. Bạn phục vụ cho Quang. Anh cứ để cho nó ăn từng món một cho nó thoải mái. Anh chưa ăn hết, anh mới ép một cái thằng nó ăn được từ từ. Thằng này người Nhật không có kỹ á, ăn tay bốc hai lần bốc ăn chung luôn à. Nhiều ăn một tô phở không? Ăn hết tao mày ăn đi, tao ăn phụ là mày. Hai lần ăn chung một tô. Nó Nhật Bảo. Ngon quá. Ngon. Nhưng mấy năm nay chưa ăn bánh tét. Đúng, nó ăn rồi. Anh chưa ăn. Nhưng mà đi chơi đường kia là ăn rán. Đi chơi đường kia là bạn nó đánh phở tiết canh ăn ngon phết, lâu lắm không ăn tiết canh. Nhưng là nồng đậm lên thứ. Ăn xin que không? Bạn tập thu lại ấy. Thì quay tập bên đây nè. Ở nhà có ho không nhỉ? Có ho dịch không? Em đấu mà anh phải hỏi. Kinh. Mặt chủ nhà hả? Vô. Cảm ơn nha. Chúc sức khỏe anh. Chúc bé Hùng nha. Gắn công hiến. Để chú nhà luôn, nhà phụ. Chú nhà phụ. Chú nhà phụ. Mở lúa chú nhà phụ. Rồi. Phê
cha mình cũng xin phép các bạn gác máy tại đây xíu các bạn cho mình ăn xíu các bạn ơi. Xin phép các bạn nha. Giờ ăn xong mình đưa hai bạn ra xe buýt bạn về các bạn. Cho hai bạn về nhà bạn ấy. Cũng tối rồi các bạn. Cũng 6 mấy giờ rồi, về tới nhà bạn cũng 7-8 giờ rồi các bạn. Hai chị em đi tay trong tay sướng ghê không? Xe buýt tới các bạn ơi. Giờ hai bạn ấy lên đường các bạn ơi. Bye bye nhờ. Thì bây giờ mình cũng đưa mấy bạn về hết các bạn ơi. Giờ mình cũng đi về nhà thôi các bạn. Thì cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nha. Và nhớ đừng quên like, share, đăng ký kênh cho mình các bạn nha. Xin chào các bạn. Bye bye. Lạnh quá các bạn ơi. Về sớm thôi.